Bộ của dàn sao Đình Đám trong loạt trang phục ấn tượng với chủ đề Người đẹp ngủ trong rừng, thời trang thức tỉnh cùng dress code khu vườn thời gian được lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của J.G. Ballard viết năm 1962 đã tạo nên một bữa tiệc thời trang đầy màu sắc, muôn hình muôn vẻ. Met Gala là hoạt động gây quỹ cho Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan được tổ chức hàng năm vào thứ hai đầu tiên của tháng 5 bắt đầu từ năm 1948. Bên cạnh bữa tiệc thời trang trên thảm đỏ Met Gala, công chúng sẽ có cơ hội tham gia triển lãm của Viện Trang phục năm 2024, nơi trưng bày khoảng 250 mẫu trang phục và phụ kiện trải dài suốt 4 thế kỷ, được chắt lọc tỉ mỉ với nhiều thiết kế độc đáo, hiếm khi được xuất hiện trước công chúng trước đây. Trên thảm đỏ Met Gala, công chúng sẽ có cơ hội tham gia triển lãm của Viện Trang phục năm 2024, nơi trưng bày khoảng 250 mẫu trang phục và phụ kiện trải dài suốt 4 thế kỷ, được chắt lọc tỉ mỉ với nhiều thiết kế độc đáo, hiếm khi được xuất hiện trước công chúng trước đây. Đặc biệt của cô mang hình đồng hồ cát. Bên cạnh đó, xu hướng váy áo đính hoa 3D cũng được nhiều ngôi sao ưa chuộng, tạo nên những hình ảnh lộng lẫy và đầy sức sống. Một trong số đó là nữ rapper Nicki Minaj. Cô đã xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy màu vàng rực rỡ, được tô điểm bằng những bông hoa kim loại 3D. Từ lâu, Nicki đã nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo. Xu hướng thời trang xuyên thấu cũng được nhiều ngôi sao thể hiện trên thảm đỏ Met Gala. Nữ ca sĩ Jennifer Lopez đã trở thành tâm điểm chú ý tại Met Gala 2024 với bộ đầm xuyên thấu vô cùng lộng lẫy và tinh tế. Thiết kế của nhà mốt Schiaparelli này được tô điểm bằng những viên đá lấp lánh, tạo nên sự gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Chủ đề của Met Gala năm nay là Người đẹp ngủ trong rừng, thời trang tái thức tỉnh, với mong muốn khám phá những khái niệm về sự tái sinh và đổi mới qua những xu hướng thời trang độc đáo. Nổi bật tại bữa tiệc thời trang là bộ trang phục làm từ cát của nữ ca sĩ Tyla. Chiếc váy quay được thiết kế để ôm sát cơ thể của nữ ca sĩ, trong đó phần tùng váy xòe rộng làm bằng chất liệu organza. Với ba màu cát và pha trộn với pha lê siêu nhỏ, chiếc váy tỏa sáng theo từng bước đi của Tyla. Phụ kiện cầm tay đặc biệt của cô mang hình đồng hồ cát. Bên cạnh đó, xu hướng váy áo đính hoa 3D cũng được nhiều ngôi sao ưa chuộng, tạo nên những hình ảnh lộng lẫy và đầy sức sống. Một trong số đó là nữ rapper Nicki Minaj. Cô đã xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy màu vàng rực rỡ, được tô điểm bằng những bông hoa kim loại 3D. Từ lâu, Nicki đã nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo. Xu hướng thời trang xuyên thấu cũng được nhiều